Ông giả Bình Thuận, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục làm clip nha các bạn. Thì hôm trước mình có bẫy một con rắn, là con rắn rất là lạ các bạn à. Đây đây nè. Đó, nhiều các bạn có comment cho mình biết. Thì nhiều các bạn nói là con này thì rất là quý hiếm, dài 30 đến 40 cm thì nó có giá trị là tiền triệu các bạn. Thì nhiều các bạn nói là rắn này là gọi là rắn anh đó. Nhiều các bạn nói là rắn này là nó nhiều, nó có nhiều màu khác nhau lắm, nó tùy ở vùng đất các bạn à. Đây rồi mình cũng đang không biết gì mình xử lý cái con rắn này sao đây. Bây giờ mình sẽ mở ra đi ha, mình mở ra cho nó bò cho các bạn xem cho rõ hơn đi. Thì bữa các bạn đã nói là con rắn này là nó không có độc nha các bạn. Thì mình cũng về, mình cũng nghiên cứu trong mấy ngày hôm giờ rồi. Thì mình thấy nó cũng rất là, lúc mà ấy mình rất là dữ, và sau này mình thấy nó cũng rất là hiền. Nhờ các bạn comment cho mình biết là mình cũng hiểu về loài này. Loài này thì nó sẽ không độc nha các bạn. Đó. Đó. Thì nó hơi rất là hung dữ rồi. Đó, nó ngót lên vậy các bạn. À, bạn thấy chưa, này nó lươn nè. Nó là tùy vùng đất khác nhau nha các bạn, mà mỗi nơi thì nó có cái màu vàng, mỗi nơi thì nó có hơi màu đậm hơn cái màu này xíu, có màu thì nơi thì nó nhạt hơn cái này xíu các bạn. Cái thân nó cũng đứng đứng giống hổ ngựa quá ha. À, đều cái đầu con này nó dài hơn con hổ ngựa nha các bạn. Để cho xem cái đầu nè, cái đầu nó dài hơn nè, dài cả hơn hai đốt tay nha các bạn. Thì nó cũng giống như con hổ ngựa vậy, mà hàm răng thì nó y như nhau, mà khác nhau là ở cái lưỡi nha các bạn. Lưỡi nó là lưỡi đỏ nha các bạn, các bạn thấy lưỡi nó chưa, hôm trước nó có lìa lưỡi ra đó. Đó chưa, nó đều là không độc nha các bạn. Con này nó khác, nó rất là dài luôn, nó dài cỡ 1m8 đó các bạn. À, con này nó rất là dài. Giờ mình thì mình không biết nó bảo tồn nó ở đâu nè. Nhiều người nói con này hiếm lắm các bạn, mình thì cũng hiếm thiệt, tại đó giờ mình bẫy chưa dính con nào. Nhiều người dính. Người ta kêu là rắn này là rắn phong thủy nha các bạn. À, nhiều người là kêu, người ta kêu là rắn phong thủy nuôi làm kiển rồi làm may mắn gì các bạn. Đó, giờ mình không biết là nên nuôi nó hay là bảo tồn nó đây. Đó. Nó thì không có cắn mình đâu các bạn, nó cái gì nó lượn lượn thôi. Đó, các bạn thấy không, lưỡi nó là lưỡi đỏ đó, các bạn thấy không. Giờ mình không biết là xử lý nó. Không, giờ bẫy được cũng 2 ngày rồi, hôm nay mình mới cho bạn xem lại nó nè, hôm nay kỹ hơn. Đó. Màu nó là rất đẹp luôn. Cũng nè, giống hơi giống màu trong đá ta. Nè, các bạn thấy nè. Thấy không? Màu nó đẹp chưa? À, con này nó dài luôn, bao dài luôn các bạn à. À, các bạn thấy chưa? Dài chưa? Mình cầm vẫn còn một phút nào và vẫn chưa hết nè các bạn. Thấy chưa? Nó rất là dài các bạn à. Bước cái đầu. Hai má nó là cái đầu nó là có hai má đen nha các bạn. Đó, thấy không? Bạn thấy chưa, nó có hai cái má đen nè. Đó. Ừ, cái đầu nó là hơi răng dài nè, răng nó quá trời răng luôn, bạn thấy chưa. Bây giờ thì bây giờ không biết là các bạn nói là rất là quý hiếm nè, bây giờ mình phong thủy nè, phong thủy. Phong thủy rồi các bạn muốn nuôi kiển nè. Đó, giờ mình không biết bảo tồn thì vô là cái danh mục nào các bạn à. À, các bạn nào mà bây giờ muốn bảo tồn, bảo tồn kiểu gì, giờ các bạn thích nó bảo tồn kiểu gì thì comment cho mình biết nha. Thì mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn. Giờ là một là gì, một là mình nuôi hả? Ừ, một hai là nuôi, hai là bảo tồn trong bình rượu các bạn. Hai là bảo tồn bình rượu, ba là mình sẽ thả về thiên nhiên các bạn. Các bạn cho mình ý kiến nha, ba ý kiến các bạn sẽ cho mình cái ý kiến. Một là mình sẽ nuôi, hai là mình bỏ bình rượu ha, bình rượu bỏ sớm, nếu như trường hợp mình nuôi không được mình bỏ bình rượu nó còn mập, còn ba là mình thả luôn. Thì
các bạn cứ comment cho mình biết đi, mình sẽ lấy số đông nha các bạn. Đó. Tại vì các bạn nói con rắn này hiếm nè, tại vì hồi đó giờ mình cũng chưa gặp lần nào thì cũng công nhận là nó hiếm thiệt, mà không biết vùng nào nó có hay không, nhưng mà ở đây lần đầu mình thấy. Các bạn thấy chưa? Đây là mình sẽ theo ý kiến của các bạn nha. Nó rất là dài luôn, nó quấn là mấy quanh luôn nè các bạn nè. Con này mà lên bình rượu cũng rất là đẹp các bạn. Hiền ha, rất là hiền luôn. Các bạn thấy không? Nó cũng hiền các bạn à. Còn bé Na của mình rất là, hôm nào mình sẽ review cái con bé Na cho các bạn xem nha. Bé Na mình vẫn ổn các bạn. Thì nó bữa đây nó hơi ú lên một xíu thôi mà số cân nó rất là khủng các bạn à. Hôm nào mình sẽ cho các bạn xem coi bé Na nha các bạn. Thì hôm giờ các bạn cứ hỏi mình là mình còn làm rượu hay không, thì mình cũng vẫn làm bình thường nha các bạn. Các bạn nào cứ đặt thì mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn. Thì hôm nào mình sẽ lên một cái clip những cái mẫu mới cho các bạn xem nha. Thì các bạn xem thích mẫu nào thì cứ alo mình. Nói chung là hàng của mình thì bao chất lượng nha các bạn. Đó, mình có một cái mẫu mới mình mới làm xong cách đây 7 ngày các bạn. Thì mình cũng sẽ cho các bạn xem luôn. Đó, mình sẽ vô nhà cho các bạn xem cái bình này nha. Đây các bạn. Đó, quá đẹp luôn. Đây là cái bình 25 lít 8 nha các bạn. Ngâm vào cái bình các bạn. Bình này là bình Phú Hòa. Bình này là 25 lít 8 các bạn. Gồm có sao biển nè, khí tử nè, rồi sâm đương quy nè. Đó, rồi ký rồi xiên khung nè các bạn. Đầy đủ hết các bạn. Đây là con hươu nha các bạn. Đó, đây là con hươu ngôi sao rồi các bạn. Đó, con hươu này mới đẻ ra đường tuần lễ và mình mua về mình thịt. Thôi clip ngày hôm nay mình xin tạm dừng tới đây nha các bạn. Các bạn thấy hay nhớ subscribe chia sẻ cho kênh hai anh em mình nha.